Cá lồng tông bà con, cá lồng tông bà con biết hết rồi đúng không? Cá lồng tông là loại con cá nhỏ nhỏ đó, nhưng mà nó rất tốt sức khỏe, bù lại có những người không ăn được cá lồng tông. Cá lồng tông là những người này nè, người có bệnh thế này không ăn được cá lồng tông nha bà con. Người không ăn được cá lồng tông đúng là những người có bệnh huyết áp cao nè, phù thủng nè, xơ gan, suy tim, suy thận. Người không ăn được cá lồng tông đó là người có huyết áp cao, phù thủng, xơ gan, suy tim, suy thận là không ăn được cá lồng tông bà con ạ. Cá lồng tông nó dễ tiêu hóa, không tăng cân, nó giảm cho mỡ máu, tốt cho gan. Là người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, xương khớp, tim mạch, tiểu đường, uống rượu và say rượu, ăn như các loại cá khác. Nếu ta ăn 6 ngày liên tục thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Bà con, cá lồng tông là những người có bệnh huyết áp cao không ăn được nè, phù thủng không ăn được, xơ gan không ăn được, suy tim không ăn được, suy thận không ăn được cá lồng tông nha bà con. Bà con chú ý để cho sức khỏe của mình tốt. Cảm ơn bà con, xin chào.